Thưa quý vị, mặc dù chưa phát hiện virus cúm AH5N6 trên gia cầm, nhưng trước tình hình loại cúm này xuất hiện trên địa bàn gia cầm ở tỉnh Quảng Trị, thì Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều biện pháp để chủ động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, hai trạm kiểm dịch động vật Bắc và Nam tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra gần 400 lượt xe, phun thuốc tiêu độc khử trùng theo quy định. Ngoài ra, Chi cục Thú y Quảng Bình đã phân bổ 33.000 lít hóa chất để các địa phương triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng, đồng thời cung ứng trên 650.000 liều vaccine cúm gia cầm cho các địa phương để thực hiện kế hoạch tiêm phòng vaccine đợt 2. Các trạm thú y đã kiểm soát gắt gao các phương tiện chở động vật và sản phẩm động vật từ phía Nam ra, đặc biệt là các xe xuất phát từ tỉnh Quảng Trị. Trạm bố trí trực 24/24, kịp thời xử lý những xe không đạt yêu cầu và tuyệt đối không cho các xe không đầy đủ giấy tờ được qua trạm.